Mua cái nhà gần công viên này thoáng mát này. Ôi cây cao nhỉ, cây cao chưa? Đây có cây tầm gửi mọc kia đấy kìa. Đấy. Ừ. Ồ, nhà này đẹp này. Nếu chụp cái nhà này nhé. Nhà công viên à? Không, nhà này của nhà người ta nhưng mà làm đây nhà này là không phải là công viên nữa, ngoài công viên rồi. Ngoài công viên. Ừ, nhiều nó rác công viên. Cho nên là được hết rồi. Ờ. Okay. Ở gần chân rồi. Ở chân rồi. Đi chậm gần, nhé. Gần. Ok, đi chậm, đi chậm thôi nhé. Ừ. Đấy. Nhà đẹp đẹp này. Ủa, mày chân chưa? Mình cũng hơi mỏi chân rồi. Hả? Cũng hơi mỏi chân rồi đấy. Cũng hơi mỏi chân, quan gì gần đó. Ừ. Gần thôi chứ không mỏi chân lắm. Đấy. Yeah. Ok. Thôi chứ tối quá đi con. Đừng đi vào trong tối quá. Đây mình đi vào trong này. Đây. Đi vào đây. Đây nhá. Ừ. Ồ. Mình đi lúc là một tiếng đồng hồ đâu. Ồ. Chỗ này là nước mình gọi nhau ở đây này. À hôm trước bố gọi điện rồi. Ờ đúng rồi. Ờ. Trên này có con cỏ ấy. Ờ đây à. Này. Ừ, có đi xem. Con cò đâu rồi? Trước con đi dưới đây. Ừ. Có chỗ ăn con đây. Ừ. Đây à, con cầm mấy con vịt kìa. Vịt đâu? Vịt đấy. À, vịt kia. Không có cò à? Cò tí nữa nó bay nhiều mà. Ờ. Nó bay tận kìa. Ừ, ok. Đấy, đi tiếp. Nó bay nhanh lắm. Kìa. Vừa có hạt gì á? Không có hạt gì? Không có. Đi thôi. Mình gọi nhau điện thoại đây. Ừ. Nếu không bị ngã ở trong kia kìa. Thế á? Ờ. Sao đi kiểu gì mà ngã đấy? Không chú ý à? Đá trơn. Thế á? Không nhìn đường thực tế đúng không? Nhìn đường rồi. Nhìn đường rồi nhưng mà đá trơn hả? Rồi. Hay là do con chưa có kinh nghiệm ấy. Nhưng mà sau lần vừa rồi là mình có kinh nghiệm rồi. Này. Ừ? Cái này bị khô đá không có nước. Ừ, không có nước. Cỏ đang ở chỗ khác nhỉ? Cỏ nó bay chỗ khác rồi. Hả? Nó bay chỗ khác rồi chứ. Ở kia có ô tô đường ngoài kia. Có không? Bố không biết. Đây không có rồi. Nếu không có ở cái hồ này thì có thể nó bay hồ khác rồi. Mẹ là nó bay ra đây à? Ừ. Kia con vịt kìa. Ơi. Nó từ đây nó bay ra tận kia. Ừ. Đi tiếp rồi. Này là có cá. Ừ. Ô, người ta bị rơi cái thẻ. Ừ, vé. Vé có viên này. Ừ. Nước con người ở cái tre kia bên kia. Ừ. Không ra chỗ hòn đá này chưa? Ra chỗ hòn đá rồi. Yeah. Dạ. Đây, ông ngồi đây hay em ngồi đây, con ngồi đây. Điện à. Bàn là sao? À, cái bảnh đây đây à? Đúng rồi. Con nào ngồi thì con ngồi có ốc cốc cây á. Ồ. Ốc cây này. Đây là chị đưa bố. Ừ. Con ngồi. Ừ. Có cây này. Ờ. Đấy cây này người ta gọi cây thông đấy, có quả dưới chân đâu kìa. Tìm đi. Có phải dưới gốc này có không? Không phải à? Không, thông đâu. Cây thông đấy, cây này cây thông đấy. Ờ. Nhưng mà không quả nhỉ. Đây có quả này, tìm này. Quả đây này, nhưng mà là quả tươi này. Đây đây đây. Được. Đây, chưa rụng. Chưa rụng. Ừ, đây quả này sắp rụng rồi này. Được. Đây. Đấy, quả này.
Ôi dụng rồi. Dụng rồi gì? Đấy. Đấy dụng rồi. Tự dụng rồi. Ờ tự dụng rồi. Rồi đấy tự dụng rồi. Nó tự dựng này. Đấy quả này màu xanh này. Đây này xanh này, thấy không? Đấy, đây là nhiều quả xanh chưa? Khi mà nó già rồi nó chuyển thành màu màu đen như thế là nó dựng đấy. Mình đi tiếp chứ hả? Mình đi vòng này thôi. Đi về lối này, cho nó sáng. Con chơi ở đây. À. Con chạy qua đây. À, qua đi kia kia. Kia kia có một cái cổng nữa. Cổng nữa đúng không? Có. À, mình cổng trên kia. Mình ra đây. Ở đây có nhà vệ sinh luôn. À, con có đi vệ sinh không? Bây giờ? Không. Phải đi qua nhà nhưng cần đi chỗ cổng vậy. Sao cây này nó gớm này nhỉ? Đúng rồi. Cây này nó mọc từ đâu, gốc rễ ở đâu đây? Chắc từ đây. Nó vẫn sống nhỉ? Ờ, à, nó vẫn sống. Con bò qua đây. Chui qua đây á? Ừ. Bây giờ con chui đi. Đấy. Con bò qua đây. Bò nó mà chui. Rồi, con đang cầm cây không? Ờ. À, rồi, cầm cây con không bò được đúng không? Ừ. Không bò được thì thôi. Con này sạch chưa? Đây. Thắng. À. Đây, cây này ngã nghiêng nhỉ? Có, không vào đây đâu. Ờ, nhưng mà... Ôi, nắng đẹp rồi. Nắng to quá nhỉ? Đây, nhà kính kia kia kìa. Thế à? Nhà kính xô dốc dốc này phía kia kìa. Ừ. Mày đi theo đường này thẳng bên kia đi gặp nhà kính. Ờ. Dạ, mày đây đóng cửa rồi. Nhà kính đóng cửa? Hả? Đi, dòng ba đóng cửa luôn hả? À, muộn quá người ta đóng cửa đúng không? Nhưng bây giờ mình thử đi theo người ta đóng cửa không? Bây giờ mình đi thử xem là người ta có đóng cửa không. Ờ. Ừ. Đi xem. Con đi thẳng lên nhá, chờ ôm tẹo ra đây chụp cảnh nhá. Đấy. Đẹp. Quá đẹp. Cây này gỗ rồi. Đi tiếp thôi con. Gỗ rồi. Ừ. Cho em ngồi. Nó bị mục rồi. Người ta gọi là gỗ mục. Đi chơi nhà kính chưa? Ờ. À. Thôi mình đi vào nhà kính thử em nhỉ. Ừ. Nhiều cây á. Ừ. Đây năng lượng mặt trời này. Ở trên cái mái nhà người ta đắp năng lượng mặt trời đấy. Trên mái nhà. Đấy. Ừ. Năng lượng mặt trời. Ừ, người ta lắp cục những cục pin này này mặt trời. Ừ, mặt trời chiếu ánh sáng vào nó tạo điện đấy. Đấy, trên mái nhà này cái ô đen 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 thấy không? Các cái tấm đen đen này này thấy không? Đấy, mặt trời dọi vào đây là nó sẽ tạo thành điện đấy. Tạo thành điện. Ừ. Nó tạo thành điện. Ừ, nó tạo thành điện được. Dùng công nghệ. Ôi cây khủng hoảng hay nhỉ? Cây lá đỏ. Đấy. Trông này. Cây lá đỏ, tức là đến mùa thu rồi.